bạn, mấy hôm nay mình bận quá không có ra vườn được. Hôm nay ra vườn thu hoạch, rủ các bạn cùng ra vườn với mình thu hoạch với mình ha. Đây, đây là cái dàn ớt của mình nè các bạn. Các bạn ngắm trước một chút ha. Này cũng chín rộ luôn, quá trời luôn các bạn. Đây là ớt chỉ thiên. Ở đây được 3 gốc cây. Mình lúc mình trồng á, mình không nghĩ là nó lớn như vậy. Nên mình trồng sát sát nhau, thành ra nó không có chỗ. Nó chực chỗ á. Nếu mà mình trồng xa ra nữa là cây lớn lắm luôn á các bạn. Là sai trái hơn nữa luôn đó. Hôm nay chín nhiều quá luôn rồi đó. Không biết mấy trái xanh này nó có kịp chín không nữa. Vậy mà bây giờ còn bon chen có hoa nữa chứ. Nè. Cây này là cây ớt Nhật siêu trái siêu cài. Đẹp hoa các bạn ha, nó có 3 màu ha, màu cam, màu đỏ, màu vàng vàng lá mạ đó, vàng lá mạ đó. Thôi bây giờ các bạn cùng mình đi thu hoạch ha, vào vườn thu hoạch. Bây giờ bắt đầu là mình đi thu hoạch khoai lang ha. Cái cây này thấy cưng quá các bạn ơi. Phía sau mình nè là cái luống khoai lang. Bây giờ mình bắt đầu thu hoạch củ khoai lang. Bây giờ mình sẽ cắt bớt cái lá của nó. Cái lá rau lang ha các bạn ha. Mình cắt bớt để mình mới nhổ cái gốc nó lên được. Chứ nó nằm tùm vậy mình không có nhổ lên được. Đỏ 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 nè. Yes, yes, yes. Yes. Bây giờ mình lấy kéo mình cắt. Nè. Nó bị đứt ngay cái đầu một miếng thôi, nó bị đứt ngay cái đầu một miếng thôi. Giờ mình đây. Khoai lang Nhật. Bây giờ cái dây này các bạn ơi, thấy cái cửa nè, cửa to to nè, nhìn này các bạn, các bạn thấy cái cửa không, to to rồi nè, mình bớ ra, chạy, ui hai cửa luôn, wow, nè nè nè, vui quá, bự rồi nha, này các bạn thấy không, một, hai, bớ ra. Wow, bự lắm luôn. Bự lắm luôn các bạn ơi. Quá, ơi, 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 ơi. Được không đây? Gật, 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 gật. Sao được lấy chọn được nguyên em á. Bến lên, sợ mình mà mình giật giống như hồi nãy nó bị gãy miếng á các bạn. Ui chỗ có con trùng. Để mình ấy bên này chút xíu, mình cào cào phía bên này chút xíu cho đứt nó ra miếng nó dễ lấy. Bự tổ chẻn rồi.
Lần đầu tiên lần đầu tiên cảm giác thu hoạch khoai lang được một bự củ, được hai củ luôn chứ, hai củ to đùng này các bạn, mình lắc lư. Wow, các bạn thấy rõ không? Cho các bạn thấy rõ này, đó, hai củ to đùng luôn. Wow, hai củ to đùng luôn nè, đã quá đã quá. Như vậy thì có không nha? Dạ. À, tên 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 Yosu. Các bạn ơi, hai củ to đùng luôn nè. Wow, bự ha. Cái bàn tay của mình là các bạn đó, mình cầm vô mà chưa có hết được cái trái luôn á các bạn nè, mới có phần nữa, cái bàn tay của mình mới có phần nữa cái dòng của cái củ à. Wow, củ bự quá các bạn ơi. Dạ, còn ở đây có một củ nào nữa không? Wow, có các bạn ơi, nè còn nè. Wow, đây được một củ nữa ha, khoai lang nè. Đây mình thấy cái gốc nó, cái gốc cây nó bự quá. Wow, cái củ bự lắm nha. Đây. Wow, đã hết á. Tiếp cái củ này, hồi nãy thu hoạch được ba củ bự rồi, dự là cái củ này nó cũng bự rồi nha. Chết rồi, nó bị gãy ngang rồi. Chưa gãy không đây? À không, hên quá. Không quá, cái này nó gãy cái đầu rồi. Cái này nó chỉ gãy cái đầu thôi, nhưng mà nó vẫn được nguyên củ bự các bạn. Nè. Ha, đây. Đó các bạn, được một củ bự nữa nè. Nhìn, nhỏ tiếp cái dây kế bên này. Vừa bự không? Nhỏ. Củ này nhỏ các bạn ơi. Nửa lúa nhiều lắm. Ở đây đưa đây, đưa cho mama. Ờ, arigato. Con xích qua. Bây giờ mình, con đứng lên đi. Để má. Nè, bây giờ mình bỏ vô cái thùng giấy này các bạn ha. Các bạn, cái gì đó con gái, con gái xích ra các ơi. Các bạn nhìn nè, trời ơi, mình thu hoạch khoai lang và nó nhảy vô ngồi vô lòng luôn nè, coi được không, chịu nổi không. Bây giờ là mình bỏ vô hai củ khoai lang này ha, bỏ vô thùng luôn, củ bự này luôn bỏ vô thùng. Cũng nhỏ này. Bây giờ mình thu hoạch nhiêu đây thôi, chứ ăn cũng không có kịp. Thôi mình để tại lại vườn, khi nào ăn hết cái mình ra mình thu hoạch tiếp các bạn ha. Cái gì con? Các bạn đó, được nhiêu đây là cũng to rồi không đó. Các bạn ơi, mình chỉ mới thu hoạch được khoai lang à các bạn, mà trời đã sụp tối rồi. Về mùa thu á, nó mau tối lắm. Ngày mai mình tiếp tục ra thu hoạch tiếp ha các bạn ha. Hôm nay mình tiếp tục thu hoạch nha các bạn. Ngày hôm qua mình thu hoạch khoai lang đó, mà trời nó sụp tối rồi, mau quá à. Mình chưa thu hoạch kịp những cái cây ớt gì luôn á. Mới có thu hoạch khoai lang thôi à, mà trời đã sụp tối rồi. Hôm nay mình tiếp tục ra thu hoạch ha các bạn ha. Mình sẽ thu hoạch
ớt pim à, ớt chuông. Mình sẽ thu hoạch ớt chuông, mình bỏ vô cái giỏ này ha các bạn ha. Ớt chuông nhiều lắm các bạn ơi, trái to 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 lớn hết trơn rồi các bạn đó. Cái trái của nó nè các bạn thấy không, lớn hết trơn rồi. Ở cái gốc này thì mình thu hoạch ớt chuông, không biết các bạn có thấy không, thấy cái ớt chuông không đó, chớn to nè, nè ớt này to quá trời luôn, nó sáng quá ha. Đó. Nắng đó, nắng chiều quá các bạn. Wow, nhiều quá ta, sai trái lắm luôn á. Bữa rồi mình đâu có ra thu hoạch ớt chuông đâu, nay nó lớn quá trời luôn rồi. Nào bây giờ các bạn cùng mình hái ớt chuông ha. Cái trái này nó bự quá nè. Wow, đó, bự quá trời luôn rồi các bạn ha. Bẻ nó. Bông nè, vẫn còn có bông. Bây giờ mình hái tiếp cái trái này. Wow, nhiều trái quá ta. Đó, mình bẻ ngược lại cho nó dễ. Ui dồi, dưới đây quá trời trái nè. Ở dưới đây quá trời luôn các bạn. Trái nữa nè. Đã ha, ớt chuông, ớt chuông nè. Mình bỏ vô trong cái giỏ này nè các bạn. Là trái rồi. Này trái này nữa. Nhiều lắm đó ta. Bữa mình tưởng nó không lên, không lớn nữa rồi. Tưởng nó là sang thu nó sẽ không lớn nữa đâu. Cái hôm rài có mấy trận mưa á, rồi bão chịu ảnh hưởng á, cái trời thì nó lại chưa có lạnh lắm nên nó phát triển tốt các bạn. Quá trời luôn. Đồ trái to to không à. Ôi ở dưới thì nó nè, dưới đây nè ba. Cái chùm này ba trái nè các bạn. Đó. Wow. Dễ thương à các bạn ha. Năm sau á mình sẽ trồng ớt chuông đủ màu luôn các bạn, cho nó đẹp. Đã các bạn ha, quá trời ơi. Trời ơi, mới có chút xíu à mà nó muốn đầy cái vỏ rồi nè các bạn. Nè. Đó. Mới có một gốc này à. Wow, trái này dưới này to quá. Cái này to quá. Vô. Cho nó đi luôn cái lá luôn, cái cành luôn. Bỏ vô. Nó chín, nó nằm ở dưới đất luôn nè. Nằm ở dưới đất luôn. Wow, cái dưới gốc nè các bạn. Wow. Mới có một cây thôi đó các bạn. Còn cái loại ớt chuông trái dài dài nữa. Ớt đó là ớt không cay. Đầy vỏ rồi các bạn. Đầy vỏ rồi nè. Còn nhiều lắm luôn. Trời ơi, bên đây, bên đây. Nè mình để dưới đi, cái vỏ mình để dưới này góc nè. Cái góc này nhìn thấy mấy trái to to nữa nè. À, trái trên đây nữa nè, to nè. Trái mà hơi vừa vừa đó mình không có hái. Để cho nó lớn lớn hơn nữa. Với lại nhiều quá. Trời ơi các bạn, mưa bão gió nè. Nó làm cái cây nó ngã xuống luôn nè. Nó ngã xuống mà nó vẫn sống mới ghê chứ. Nè. Nó vẫn ra trái cho mình. Đó. Ui. Nó nằm ở dưới bự quá các bạn. Thấy chưa? Nhiều lắm luôn á. Trời ơi nó nằm ở dưới đây nó nè. Các bạn, nó nằm ở dưới nè các bạn. Trời ơi. To đùng luôn. Bội thu ớt chuông rồi các bạn ơi. Trời, nó nằm ở dưới đây nè, thấy không? Hai trái to quá trời luôn. Đó. Bước luôn cái cạnh. Nè. Nhiều quá rồi các bạn ơi. Bỏ không vừa rồi. Bỏ không vừa rồi. Nè, quá trời luôn nè. Một cái vỏ đầy luôn nè. Cái vỏ đầy ớt chuông luôn. Này dạng, nè, dạng trái dài nè.
Còn bên đây là ớt chuông cháy màu vàng nè. Trời ơi, nó chín bảo nè các bạn. Nó làm gãy cành nè, quẻo đầu xuống luôn. Rồi, ở nó nằm đây nè. Trời ơi, nó nằm một đống ở đây luôn. Ớt màu vàng, ớt chuông vàng. Rồi, một đống luôn. Quá trời luôn. Cái ớt chuông vàng này mình sẽ bỏ tiếp vô cái giỏ này nha các bạn. Ớt chuông xanh nó hồi nãy được một giỏ ra nè. Wow, các bạn, đó, một giỏ đầy à. Mà vẫn còn nhiều lắm luôn á. Mình thu hoạch. Trời ơi, nó nằm một chùm nè trời. Rồi, thấy cưng không? Thấy cưng không các bạn? Trời ơi. Rồi nó nặng. Nó nhiều quá, nó nặng, nó quẹo xuống rồi các bạn. Nó ở dưới nó còn cái này thấy chưa? Ừ. Cái cây này sai trái lắm các bạn. Cây này mình mua cây giống các bạn. Mình mua lúc cây nó còn nhỏ đó. Nó mình mua nó lúc nó còn nhỏ. Thu hoạch nhiều lắm luôn rồi đó. Mà vẫn còn sai trái. Ừ. Đẹp ha các bạn ha. Nguyên cái cành nè. Ớt chuông vàng. Nhiều lắm luôn. Các bạn, nó chín nó rụng, thấy chưa, nó héo rồi, nó bị gãy á, nó héo. Trời, cái chùm này nó nhiều quá, mình hái bớt đi cho những cái trái nhỏ này nó lớn lên. Cái gì mà sai trái gì đâu. Sinh sản vô kế hoạch à. Sinh sản vô kế hoạch. Trời ơi, quá trời luôn. Các bạn ơi, mình tưởng đâu hết rồi. Nó ở dưới đây nè, nè, còn nhiều lắm ở dưới đây nữa nè. Nè, được như đây nè. Ừ, nhiều quá, nhiều quá. À, bây giờ mình hái một ít ớt ớt chuông mà dạng ớt dài đó các bạn, không có cay. Đó. To quá ha. Dạng không có cay các bạn. Cái này cũng giống như là một kiểu ớt chuông vậy đó. Nhưng mà cái giống của nó là dạng trái dài, không có cay. Mình xào. Mình xào á ăn bổ lắm. Có vitamin lắm các bạn. Nó chín nó muốn héo luôn à. Nó chín trời ơi, trái. Các bạn thấy cái trái. Nhìn nè. Nó chín nó đỏ luôn nè. Đó. Nhưng mà không có cay các bạn. Ớt này á mình ăn rất là bổ các bạn. À, giàu vitamin A đó. Bổ mắt lắm. Mình qua cái cây bên kia các bạn. Một chùm luôn này các bạn ơi. Trời ơi, mấy em nằm mấy em héo luôn á. Mấy em nói trời ơi, tôi đợi ra thu hoạch mà không thấy đâu á. Trời ơi, nó giòn, nó gãy cành rồi. Các bạn nhìn nè. Nó giòn, nó gãy cành rồi, mình mới đụng nó xúc luôn rồi, mình không biết luôn á. Trời ơi, hèn chi nó muốn héo nè. Tại vì nó rời khỏi cành, cái cây cành của nó rồi. Mình không biết, mình không ra hái này, trái này các bạn thấy không? Lâu quá nó muốn héo rồi nè. Là nó gãy cái cành đó rồi. Ôi. Quá trời trái luôn. Nó gãy cái cành đó rồi. Chắc mới gãy đây quá chắc. Này các bạn. Được một giỏ nữa nè. Ở dưới là ớt chuông vàng. Mình đã thu hoạch được hai giỏ ớt chuông này các bạn. Quá trời luôn. Bên đây là ớt chuông trái tròn. Còn bên đây là ớt chuông trái dài. Với lại ớt chuông vàng. Bên đây là ớt chuông xanh. Hai giỏ này các bạn. Ây da, rớt. rớt nhiều quá. Nhiều quá nó rớt. Mấy cây à các bạn. Mà quá trời trái luôn. Thu hoạch từ hồi mùa hè tới bây giờ luôn đó. Bây giờ là đã vào thu rồi. Giữa tháng 10 rồi các bạn. Gần giữa tháng 10 rồi. Mà còn quá trời luôn nè. À, tiếp tục mình qua xem á. Cây bầu sao có trái không các bạn.
Rồi hôm bữa mình tưởng đâu nó tiêu rồi, cái trời mát mẻ trở lại đó, nó nở hoa quá trời luôn, nó ra hoa quá trời các bạn. Mình định bỏ rồi, mình nói thôi kệ để đi, cái ai ngờ đâu vẫn còn sống các bạn. Nè các bạn thấy không, nó lên nó trái bự to như vậy luôn nè, to đùng luôn nè, mấy cái trái nè đó, các bạn thấy không, nó bự vậy đó. Nó có trái mà mình đâu có biết đâu, mình không có ra xem nó như thế nào. Mình nghĩ đến là nó tiêu rồi, nó chết rồi. Ai ngờ đâu mình nó lên trái mà mình không biết luôn. Bây giờ mình đi kiếm coi có trái nào không, có trái nào mà mình thu hoạch ha các bạn ha. Chỗ cái trái này nằm dưới đây nè, nó bự tổ chản luôn mà mình không biết nè đó. Nó già rồi các bạn. Ý, mình thấy được một trái nè các bạn. Trái này được ha. Nè, đúng 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 thời điểm luôn đó. Này ăn được nè, ngon nè. Không có bị già. Do mấy bữa rày trời mưa đó nên nó bị dơ dơ ở đây, nó bị sình á, đứt cát á. Bây giờ mình cắt ha. À, được một trái bầu. Được một trái bầu sao các bạn. Bây giờ mình đi kiếm coi còn trái nào nữa không. Giờ này con này nó đang làm việc, không biết con gì đây, nó giống con bướm bướm quá nè các bạn ơi. Wow, mình thấy có mấy cái trái con nè. Đó, trời ơi, cái cây kiwi nè, trái cái nhỏ nhỏ nằm dưới đây nữa nè, cũng nhiều trái non á, trái con á. Lại đây mình thấy có một trái non nữa nè các bạn. Vậy là mình phải canh á. Wow, đây. Hả? Mình phải canh nó mới được, không thôi mình quên, mình không biết luôn.